Phát minh đỉnh cao. Vợ chồng người tiền sử đang đi dạo. Ôi thôi, chân gãy lủng la lủng lẳng rồi kìa. Xương còn lói cả da trông ghê quá. Cố lên nào chị vợ. Không được đâu em yêu ạ, có lẽ anh bỏ xác tại nơi đây thôi. À, có cách rồi. Cho mượn tí nhé ông bác. Má ơi, tưởng cứu chồng ai ngờ cho chết luôn. Bác sĩ ăn trộm. Ăn trộm à, đi nhẹ thôi nhá, không chủ nhà phát hiện. Sao mà lo lắng thế? Gì thế này, hô hấp nhân tạo cho két sắt à? Lại còn hà hơi thổi ngạt nữa chứ. Chủ nhà tỉnh rồi kìa. Cảm động quá đi, két sắt sống lại rồi. Cầm tí tiền đi uống bia nha. Xin vĩnh biệt cụ. Nhà tang lễ đang chuẩn bị hỏa thiêu cho một bà cụ. Chờ ông một chút, cho ông ngắm bà ấy một tí thôi. Dạ vâng ạ. Bà nó ơi, sao bà nỡ bỏ tôi mà đi thế này? Thôi được rồi ông ơi, để cháu đưa bà ấy đi, hết giờ rồi. Ông ngồi yên ở đây nhé. Tôi chết cha. Phù thủy tốt bụng. Ngay đẹp trời, phù thủy đang cưỡi chổi bay dạo. Có thanh niên cháy nhà đang kêu cứu kìa. Thế nào, hết cháy rồi chứ? Ok chưa? Tự nhiên được thành người hùng. Cái này gọi là làm ơn mắc oán à?